Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đang hân hoan chờ đón Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra vào tháng tới đây tại Nam Hàn. Thành phố Pyeongchang là một trong những thành phố đã được chọn lựa để tổ chức Thế vận hội mùa đông. Nhưng đến bây giờ, một trong những sự kiện mà sau khi bao nhiêu cái niềm hân hoan vui mừng được đón nhận để có một cái Thế vận hội được an bình, đó là sự có mặt của đoàn Bắc Hàn. Tuy nhiên đến bây giờ thì lại thêm một cái vấn đề mà đặt ra nhiều cái câu hỏi nghi ngờ đối với Thế vận hội mùa đông. Kính thưa quý vị, hiện nay bây giờ thì cơ quan Bộ Y tế cũng giống như Tổ chức Y tế Quốc tế đã cho biết rằng Bắc Hàn đang đối diện với một cái gọi là cái cảm cúm, cái dịch cảm cúm. Chúng ta ở đây cũng đang phải gặp những cái khó khăn bởi cái cảm cúm mà đang xảy ra hoành hành tại Hoa Kỳ. Và trong lúc đó thì tại Bắc Hàn, kể từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 16 tháng Giêng, theo cái cơ quan của Bộ Y tế của Bắc Hàn, họ cho biết và được sự đồng tình của Tổ chức Y tế Thế giới thì cho biết con số này đã diễn ra có đến tới 1.250 cái trường hợp đã có xác nhận là có A và B vào trong cái virus của mà cái cơ quan y tế quốc tế cho rằng là có gắn liền với H1N1. Tuy nhiên là cái H1N1 là một trong những bệnh cúm mà cái vi khuẩn trúm mà thông thường đã hay xảy ra. Và tất cả các mọi sự kiện, người ta nghi ngờ rằng có thể cái bệnh cúm này nó sẽ hoành hành tác động đến trong cái thời kỳ Thế vận hội mùa đông diễn ra. Tất cả các khách du lịch và tất cả những cái vận động viên đến tham dự Thế vận hội mùa đông đều phải trải qua một cái cuộc khám xét rất là cẩn thận. Và đến bây giờ thì người ta vẫn còn cảm thấy rằng vấn đề dịch cúm là một trong những cái vấn đề làm cho người ta lo ngại tình hình sức khỏe của các vận động viên cũng giống như những người khách đến tham dự Thế vận hội. Trong lúc đó thì tại Nam Hàn cũng đã có những cái dấu hiệu và đã cho thấy có nhiều cái trường hợp bị cúm da gọi là cái cúm có tên là H5N6 đã được báo cáo đến ở tất cả những cái nông trại chăn nuôi gà ở gần kế thủ đô Seoul. Và trong một cái bản thông báo ngày hôm thứ Tư thì bộ cả canh nông của Nam Hàn đã cho biết rằng là họ đang có những cái vấn đề nghi vấn và hy vọng họ có thể dập tắt được cái vấn đề dịch cúm gia cầm hiện nay đang xảy ra tại Nam Hàn, thưa anh Tuấn. Và dường như năm nào diễn ra các Thế vận hội cũng xảy ra những cái cơn mà người ta gọi là có thể gây ra một đại dịch, thưa quý vị. Quý vị còn nhớ rằng năm 2016 diễn ra ở ngay tại Brazil thì cũng ngay tại đây các giới chức lo ngại về cái căn bệnh con siêu virus gọi là Zika, thưa quý vị, thì ở ngay tại hiện tại bây giờ ở ngay tại Nam Hàn sẽ diễn ra trong một vài tháng sắp tới thì dịch bệnh này đã làm ít nhất 4 người tử vong ở ngay tại Nam Hàn. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà người dân người ta cảm thấy rằng không có sự chuẩn bị từ các giới chức ở ngay tại địa phương, cũng giống như những phương án dự phòng nếu như dịch cúm này lây lan, thì những du khách, những người đến từ phương xa, người ta phải có cái trường hợp như thế nào, phải có một kế hoạch như thế nào, thưa anh? Kính thưa quý vị, đó là vấn đề tình trạng cúm đang được có thể nói bị hoành hành và nó làm cho hai bên cả Bắc Hàn lẫn Nam Hàn đều phải dồn mọi nỗ lực để làm sao ngăn chặn cái bệnh cúm trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông diễn ra tại thành phố Pyeongchang của Nam Hàn. Qua một cái sự kiện mới mà sau khi Tổng thống Donald Trump đọc bài thông điệp liên bang vào ngày thứ ba vào ngày vừa qua. Kính thưa quý vị, việc trước tiên Tổng thống Donald Trump đã cho phép đến 6.900 người Syria ở lại Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gia hạn việc bảo vệ tạm thời cho gần 7.000 người Syria đang sống ở Mỹ trong cái bối cảnh chiến tranh liên tục xảy ra ở tại Syria. Chắc quý vị đã biết Syria là một trong những cái quốc gia hiện nay đang có những cái cuộc nội chiến và họ, mặc dù ông Assad đã dẹp tan được cái cuộc nội chiến, lấy lại được một vài thành phố của ISIS chiếm đóng, nhưng tình trạng chiến tranh vẫn còn liên tục ở xảy ra. Và con số 7.000 người Syria hiện nay đang ở tại Hoa Kỳ vẫn chưa có cơ hội để trở về hồi hương quốc gia của họ. Và thưa quý vị khán thính giả, tin từ Hoa Kỳ cho biết được bắn đi vào ngày hôm qua,
Giám đốc của bên phía cơ quan trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, đó là CDC, người được ông tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, đó là bà Bethesda Fitzgerald, bất ngờ đã đệ đơn từ chức vào ngày hôm qua. Và đơn từ chức này, theo như các nguồn tin, người ta cho biết rằng có một sự liên quan, vì trước đây bà cũng đã từng bị dính vào những cái cáo buộc cho biết rằng mặc dù là giám đốc của bên phía trung tâm kiểm soát CDC nhưng bà lại có những cái xung đột về lợi ích khi có những cổ phiếu của các công ty buôn bán về thuốc lá. Thưa anh, kính thưa quý vị, không phải là những sự kiện mà bắt buộc bà tổng giám đốc cái cơ quan phòng ngừa dịch cúm CDC, bà phải không được đầu tư tất cả những cái cổ phiếu của bà vào những cái công ty thuốc lá, và bà đã làm cái công việc này. Đây là một cái sự kiện rất là trái ngược mà người ta không thể nào chấp nhận được. Và sau khi người ta biết được bà đã sử dụng tất cả những tiền của bà để đầu tư vào công ty thuốc lá, cũng giống như đầu tư vào một số dược phẩm, công ty dược phẩm, điều này đã lên tiếng bất bình, và chính cái CDC đã đưa ra những cái sự có thể nói không bằng lòng với cái chức vụ và cái lợi dụng cái sự mà hiểu biết của bà để đầu tư vào những cái công ty có gắn liền với cái tổ chức CDC. Bởi thế sau đó bà đã quyết định là phải từ chức. Đây là một trong những sự kiện đã làm cho người ta nói lên rất nhiều cái tình trạng lợi dụng chức vụ ở tại Hoa Kỳ, thưa anh Tuấn. Và bởi vì quý vị nên nhớ rằng cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC là cơ quan mà hay đưa ra những cái video quảng cáo về việc chống hút thuốc lá, thưa quý vị, về những cái sự tai hại của thuốc lá, rồi những gì mà để chống việc thuốc lá. Nhưng người đứng đầu của CDC lại mua cổ phiếu, lại mua những lợi ích của bên phía các công ty thuốc lá, thì quý vị sẽ thấy những cái sự mâu thuẫn ở đây. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài trong những cái sự kiện mà liên quan đến tình trạng người ta nói không, đây không phải chưa hẳn là vấn đề nói đến tham nhũng, mà cái này là gọi là lạm dụng chức quyền của mình. Lẽ dĩ nhiên bà làm ở trong cái chức vụ giám đốc CDC thì bà biết tất cả những cái cổ phần sự lên xuống thế nào, và cái vấn đề đầu tư để nghiên cứu ở tất cả những cái sự kiện, cũng giống như vấn đề quảng cáo không được sử dụng thuốc lá hoặc là cái ngành tobacco nó như thế nào, thì bà có nhiều cái lợi thế hơn, mà thế bà lại sử dụng tiền của bà đầu tư, thì đây là cả em nghĩ đây là một cái xung đột lợi ích thôi anh, là tại vì là có một cái sự mâu thuẫn ở đây. Dạ, thì nó là xung đột lợi ích. Cái này rõ ràng là nó quá mâu thuẫn mà vi phạm cái luật mà đã đòi hỏi một trong những người giám đốc của cơ quan đó không được làm những cái điều đó. Yeah. Ông không thể làm giám đốc một cái cơ quan gọi là theo dõi tất cả cái vấn đề quảng cáo trên truyền hình, để rồi ông đầu tư vào một công ty truyền hình, một công ty thuốc lá hay là một cái công ty gì có những cái truyền hình quảng cáo trên truyền hình, thì làm sao còn có ý nghĩa ở cái chức vụ chủ tịch và hoặc là tổng giám đốc đó được, thưa anh Tuấn. Dạ vâng, đúng như vậy. Kính thưa quý vị, đến bây giờ chúng ta nói vấn đề Facebook. Wow, một trong những cái sự kiện mà có thể nói cộng đồng người Việt chúng ta tham dự rất nhiều. Ngày nay quý vị, bất kỳ ai mở trang Facebook thì tất cả những cái chuyện từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc đều được lộ ra trên Facebook. Và trong những thời gian gần đây thì chắc quý vị đã thấy với những cái nỗ lực của Facebook, họ đã làm cố gắng gia hạn và hạn chế tất cả những cái sự kiện mà có thể nói nhằm để tấn công tất cả cá nhân đưa ra những cái vấn đề có thể nói làm tổn hại danh dự người khác, và đồng thời không phối kiểm tất cả những cái tin tức chính xác, hễ ai muốn nói cái gì cũng bỏ lên Facebook. Bởi thế Facebook là họ có một cái chương trình có thể nói là gạn lọc và làm lại cái trang Facebook của họ. Tuy nhiên cái sự việc này thì được gây đến một cái sự gọi là Facebook lại ít người vào xem trong những cái thời gian vừa qua, ít người sử dụng Facebook trong thời gian vừa qua. Theo như anh Tuấn theo dõi tình hình thì thấy liệu Facebook có được vượt qua được cái tình trạng khó khăn vào lúc này hay không? Dư luận ví Facebook hiện tại bây giờ giống như một cái thùng rác, thưa quý vị, nếu như không có mà biết lọc tin tức, cũng giống như là chúng ta phải biết về xem cái gì và không nên xem cái gì, thì nó chả khác gì một đống hỗn độn. Bởi vì quý vị tưởng tượng nổi hàng tỷ người đang có mặt trên Facebook mỗi ngày, và lượng thông tin khổng lồ mà Facebook đang phải tiếp nhận nó đã vượt qua con số mà bất kỳ một bộ máy thông tin nào cũng có thể đưa ra. Như quý vị biết rằng trên Facebook có một cái gọi là newsfeed, tức là khi quý vị vào đó, quý vị sẽ thấy những cập nhật của bạn bè, những tin tức này nọ kia. Nhưng cái con số quá nhiều, và với hiện tại bất cứ thứ gì thì người dùng cũng có thể chia sẻ được cả, nên
cái sự thay đổi về những thuật toán để hiển thị lên thông tin mà quý vị muốn xem hay quý vị nên cần được xem là một công việc cấp bách mà Facebook nói rằng nếu họ không thay đổi, trong tương lai họ sẽ giống như những trang mạng xã hội khác, ví dụ như là MySpace, ví dụ như là Friendster, sẽ trở nên là một công ty già cỗi và đi vào quá khứ nếu như họ không có thay đổi mình. Thôi, kính thưa quý vị, là những công ty mạng xã hội này đã có một số thay đổi trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự dò xét đối với các hoạt động kinh doanh quảng cáo của Facebook cũng như vai trò của nó trong các chiến dịch chính trị và mức độ tác động đến xã hội. Ông chủ tịch Facebook là ông Mark Zuckerberg đã nói rằng sự thay đổi sẽ giúp công ty này có một cái đường hướng về lâu về dài. Đến bây giờ thì người ta đã thấy rằng là những cái phát biểu này đã được đưa ra khi Facebook công bố kết quả kinh doanh mới của họ. Doanh thu của Facebook tăng 47% trong năm ngoái lên hơn 40 tỷ đô la, trong khi lợi nhuận tăng lên 56% thì lên tới gần 16 tỷ đô la. Lợi nhuận đạt được bất chấp việc Facebook phải đóng thêm tài khoản thuế 2.3 tỷ đô la theo luật thuế mới của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm thuế dành cho một lần đối với lợi nhuận thu ở nước ngoài. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái vai trò của Facebook rất quan trọng và có thể nói nó đưa đến ảnh hưởng nhiều cái vấn đề mà liên quan cả vấn đề kinh tế. Bởi thế Facebook cần phải gạn lọc và có một cái chương trình mới sau khi có thể nói rằng họ Facebook đã bị lạm dụng quá nhiều. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.